Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Xin chào quý vị khán thính giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Chương trình Cửa sổ tình yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn tổ chức sản xuất, phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu với phiên bản có hình cũng được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Quý vị khán thính giả hãy nhấn đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để được thông báo về chương trình Cửa sổ tình yêu phát sóng mới nhất. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Cao Bằng. Em chào anh ạ. Rồi. Chào em bạn. Ở Cao Bằng em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp em ạ. Rồi, bạn trình bày câu hỏi đi. Vâng ạ. Em lấy chồng được 30 năm thì chồng em đi ngoại tình đã 25 năm rồi anh ạ. Thế à? Vâng. Thì bây giờ thì em chồng em thì cứ về đi chơi về là cứ hay đánh đập chửi bới vợ con, hoặc là bây giờ em thì em đã ly thân chồng được hơn một năm rồi, em sang nhà bà ngoại ở. Rồi. Thì chồng em đã dẫn bà bố ấy về ở nhà của hai vợ chồng em làm ấy. Thì ở như vợ chồng ạ. Rồi. Thì em muốn nhờ chuyên gia tư vấn là nên làm như nào ạ? Lấy chồng được 30 năm thì trong đó 25 năm thì chồng đi cặp bồ, và bạn chấp nhận điều đó à? Vâng ạ, em chấp nhận là sống chung với lũ vì em sống vì con với lại vì mẹ đẻ của em nữa ạ. Rồi, mẹ đẻ cũng mang về nhà chồng nuôi à? Không ạ, bây giờ em, mẹ em thì có mỗi mình em thì em còn đi lại còn trông chăm mẹ ạ. Các con thì lớn chưa? Được mấy đứa? Em được hai đứa con, một đứa thì năm nay 29 tuổi, đã lấy chồng và có cháu rồi anh ạ. Ừ. Còn một thằng con trai là vừa học xong 12 ạ. À, vừa học xong 12. Thế thì anh ấy ngoại tình 25 năm đó thì với một người hay nhiều người? Rất nhiều người anh ạ, thậm chí nhiều lúc đi với hàng hai người đến ba người luôn ạ. Thế à, ôi dồi. Và bây giờ thì bạn về nhà ngoại ở thì vô hình chung là anh ấy dẫn cả người tình về nhà sinh sống như vợ chồng. Vâng ạ. Rồi, thế nhà nội thì còn ai không? Nhà nội thì không còn ai rồi anh ạ. Nhà nội thì có hai anh em trai với lại năm chị em gái thì cũng đều là đi bước 2, bước 3 đều bỏ chồng, bỏ vợ hết ạ. Thế à? Vâng. Rồi, bây giờ thì bạn mong muốn chương trình cho bạn một lời khuyên, nhưng mà thực ra thì cũng chả biết khuyên nào, bởi vì ngay bản thân bạn 25 năm nay thì chấp nhận là chuyện chồng chung rồi nhỉ? Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, vâng. Rồi, em cảm ơn anh. Xin chào Cao Bằng. Vâng ạ, em chào anh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Năm nay em 50 tuổi anh ạ. 50 tuổi mà lấy chồng 30 năm, tức là lấy từ lúc mới có 20 đúng không? Vâng ạ, vừa phải 19 là... anh ạ. Ừ. Phải nói là một người gặp một cái cuộc hôn nhân nó trắc trở, nó bất hạnh suốt 25 năm trời, một mình nuôi con, mà bây giờ 50 tuổi rồi mà nghe giọng như con gái ấy. Ừ. Thế thì nhà mình làm gì? Em là đi chợ bán hàng anh ạ. Tức là mình là bây giờ vẫn bán hàng đúng không? Vâng. Ông ạ, xã thì ông đi... làm cái gì, có nhiều tiền không? Ông chồng thì ngày trước cũng đi chợ bán hàng cùng em, nhưng mà về sau không có tiền để đi chơi ấy, thì anh lại khác tách ra, anh khác bán hàng. Rồi được bao nhiêu là anh mang chơi hết. Còn ừ. em khác bán một hàng, một khác đi chợ, kiểu như chợ phiên ấy anh. Ừ.
cái lý do gần đây nhất mà mình tách ra để đi về nhà bà ngoại là cái gì? Bởi vì suốt 25 năm, kể cả cái lúc có con còn nhỏ, kể cả cái lúc mình còn rất là trẻ, mà mình cứ nghiến răng, mình bảo là sống vì con và vì mẹ, vì mình có mẹ già và hai con nhỏ, mình sợ rằng ly hôn thì làm xáo trộn tâm lý của người ta, rồi làm cho mẹ buồn và các con khổ, đúng không? Thế vâng thì ạ. gần đây nhất khi đến cái tuổi 50 này rồi mà mình lại xách túi về ở với mẹ, chắc mẹ bây giờ cũng phải 70-80 hả? 75, 76 anh ạ. 75-76, còn khỏe không? Mẹ em bây giờ ốm liệt giường rồi anh ạ. À thế ừ. Vâng. Cái hôm mà mình xách túi ra đi là nó có một cái lý do nào mà làm thành một giọt nước tràn ly không? Có anh ạ. Anh ấy thì đi gái nhiều thì là về em không nói, em bây giờ em sống chung với Lú rồi thì em không nói. Thì kể anh ấy muốn làm gì làm, coi như là không có chồng nữa. Thì là anh về anh cứ ghen tu linh tinh xong làm gây sự với em. Em đi sang nhà hàng xóm ngủ ấy, cả con nữa sang nhà hàng xóm ngủ thì sáng hôm sau về thì anh cắt hết quần áo nhưng mà đốt quần áo của em. Thì em mới sang, từ lúc đấy em mới bảo là lại còn khóa cửa, khóa cổng và hết, thay ổ khóa hết anh ạ. Anh ấy có là người nhậu say rượu chè thì đầu óc có minh mẫn tỉnh táo không? Có ạ, anh ấy rất tỉnh táo ạ, mà là anh ấy rất là coi thường vợ con. Anh ấy có đồng tiền là anh chỉ đi với bồ, đi bao bồ đi chơi thôi anh ạ. Thế còn thì về nhà thì ví dụ như cái lúc mà chưa ly thân là mình nuôi ông ấy hả? Vâng ạ, coi như là em có rau cỏ thịt thà thì đầy mâm thì anh ấy ăn no xong anh lại đi chơi. 30 ngày thì anh đi đã đến 28 ngày rồi anh ạ. Rồi. Đi đến 12 giờ đêm, nửa đêm về là cứ thế, đến nửa đêm về là gây sự vợ con, mở nhà to lên không cho vợ con ngủ, đến khi nói vào là đánh anh ạ. Cái nhà mà hiện nay là vợ chồng con cái nhà mình ở đấy là nhà của ông bà nội, tức là bố mẹ chồng mình, hay là đã là nhà mình làm nên và có tên sổ đỏ của hai vợ chồng? Nhà của hai vợ chồng làm nên nhưng mà vừa có tên của chồng không anh ạ. Làm bìa là từ năm 1999 rồi, sau lấy nhau lập gia đình xong được 5 năm sau thì mới có bìa đỏ anh ạ. Mà có mỗi tên chồng thôi anh. Mà lúc đấy mình cũng không để ý gì đúng không? Vâng ạ. Bởi vì thế này này, đủ cay đắng rồi, chẳng còn gì mà tiếc nữa. Một người đàn ông vô trách nhiệm, một người đàn ông không có cảm xúc, không có tình cảm, bây giờ cũng không đóng góp tài chính kinh tế, chẳng có trách nhiệm trông nom con cái, mà con cái thì nó cũng lớn rồi, con gái cũng đã lấy chồng, mình cũng lên ông lên bà rồi, còn một thằng năm nay lớp 12, quay đi quay lại, nếu cháu mà học khá giả thì có thể là học khá thì cháu nó hoàn toàn có thể là sau này nó cao đẳng đại học, còn nếu không thì có lẽ chỉ mất năm sau thôi là cháu nghỉ, cháu đi làm công ty hoặc học nghề, sớm muộn cháu cũng sẽ trưởng thành. Mình phải nghĩ đến chuyện là các con đi hết, rồi mình ở lại với một cái người vô tình, vô nghĩa, nói chung là không có một cái gì đấy được bao lâu nữa. Tuổi mình lúc cái ốm mục đau cần cái người đỡ đần chia sẻ, một cái người mà có thể mua cho mình bát cháo, không dám nói là nấu, mua cho bát cháo hoặc là hỏi han, thì đây là cứ lấy lý do đánh rồi đập rồi dọa rồi nạt. Thì nói chung là ở đây không phải chung sống với lũ đâu, mà mình đang sống với quả bom mà nó nổ bất cứ lúc nào là rất là nguy hiểm, chứ không phải là lũ. Lũ thì nó có lúc thôi, lũ một năm nó có mùa lũ, mùa lũ nó chỉ có vài 3, 4, 5, 6 ngày, chứ ở đây là mình trường kỳ thế này thì quá khổ. Mình chẳng được nhờ bất cứ một cái gì, dù không nhờ được tài chính, nhưng mà nếu như vợ chồng còn có cái tí tình cảm thì thôi cũng được, sẵn sàng đi làm để gọi là bao dai nuôi dai, đúng không? Nhưng mà ông ấy có nghĩa có tình, hàng ngày ông ấy đưa đón mình đi làm, tối về thì vợ chồng nấu nướng ăn với nhau rồi nó vui. Thì thật chứ kể cả người đàn ông vô tích sự không có đồng tiền nào, mình cũng sẵn sàng mình hỗ trợ, mình chia sẻ, nhưng mà hiện nay thì thôi, phải muộn thì muộn chứ cũng phải tự lo cho mình thôi, giải phóng cho mình thôi. Anh hỏi cái nhà là bởi vì thế này, thì hiện nay ông ấy rước một người phụ nữ khác về ở, mình cứ ở bên bà ngoại thế này, con trai mình thì vài ngày một nó lớn lên rồi, xin lỗi là cái người phụ nữ nào đó về đi ăn ở mà thiếu ý thức, là cái nhà thành ra mình là người ngoài, còn kia với bà chủ chính thức. Mà nếu như đấy mà công sức của vợ chồng làm nên thì mình thấy mình nó không công bằng.
ngôi nhà của vợ chồng làm nên bằng công sức của mình, nay rước một cái người nào về ở trong khi mình thì không ở đấy, thì mình phải đấu tranh, phải đòi để nó có quyền lợi. Ví dụ nếu nhà đấy là của vợ chồng, mình có quyền ly hôn, mình cũng có được một nửa cái nhà đấy, thế xong rồi bây giờ nhà mình chỉ có mỗi một bà ngoại đúng không? Mình ở với bà ngoại cũng không sao cả, quay về cũng là một công đôi việc, vừa chăm bà trong những lúc năm tháng cuối đời này, nhưng mình có được một ít cái chia chác từ cái ngôi nhà mà lại chung thôi kìa, công sức mồ hôi công sức của mình đấy, để mình chăm lo cái chuyện học cho thằng cu, cái thằng cu lớp 12, bởi vì với cái người bố đấy thì chắc là nếu mà mẹ bỏ đi là dễ con thất học lắm đấy, vì bố thì chỉ đi chăm những người phụ nữ khác thôi, chứ một người này chẳng cần vợ cũng chẳng cần con cũng chẳng cần nghĩa tình gì đâu, chỉ vì cái gọi là cái bản năng của mình. Thế thì mình phải đủ mạnh để mình còn làm chỗ dựa cho mẹ, mình còn nuôi con để nó học nốt, rồi sau này mình còn dạy dỗ con cái đường đi nước bước tiếp theo. Thế thì cân nhắc giữa cái việc là nếu như cái nhà kia mà cũng chẳng có thể chia được đâu, ra tòa đấy là tờ nhà của ông bà nội rồi, mặc dù là xây lên bằng tiền nhà mình thì rồi người ta cũng khó chia, có chăng người ta cũng sẽ tư vấn cho rằng là mình không chia nhà, nhưng nếu ly hôn thì mình người ta cân nhắc cái sự đóng góp của mình ở trong cái tòa nhà chung ấy, chẳng hạn như mình được một vài trăm triệu chẳng hạn đấy, tôi lấy ví dụ thế. Thì cái này mình có thể hỏi thêm ở bên cái tư vấn luật, mình cứ hỏi các bác, ví dụ mình ở xã thì mình hỏi cái bác cán bộ mà tư pháp của xã, nếu ở phường hay thị trấn thị xã thì có lẽ cũng dễ, mình hỏi thêm rằng là nếu trường hợp của nhà em đấy, năm 90 là em làm nhà, năm 99 mới cấp sổ đỏ thì mang tên chồng, nhưng mà cái nhà đó là tiền bạc là do em làm nên, thì liệu rằng nếu như bây giờ chia tay nhau em có được cái phần chia như thế nào không nhé. Bởi vì không giữ được người thì phải giữ được của. Mình cả một đời vất vả rồi, bây giờ ra đi trắng tay thì mình thấy nó uất ức lắm. Mà hai nữa là mình không cho mình còn khỏe, mình tự làm được, nhưng mà nó cũng là đòi lấy cái sự công bằng để cho các con, chứ mình có thể không cần nhé. Đấy là cái hướng thứ nhất. Thế còn cái hướng thứ hai là thôi cứ để tình trạng thế này, người mất cũng mất rồi, bao nhiêu năm nay ông có quan tâm gì đâu, mình ở bên này với bà ngoại, vừa là chăm bà ngoại, thế xong rồi nếu mà mình vẫn bán hàng, mình vẫn kinh doanh thì cái đó phải duy trì vì nó là cuộc sống đấy nhá. Mình mới có 50 á, mình chờ cho sống đến 90 là 40 năm nữa là mình cũng phải ăn phải uống phải có cái tích cái góp đấy. Thế thì kinh doanh ngoài cái việc chi cho cuộc sống hàng ngày thì biết tích góp, phải giữ, phải có một chút tiết kiệm, gọi là dắt một chút lưng vốn để phòng thân, chứ không trông cậy được ở cái người đàn ông này nữa rồi. Thế thì cứ duy trì tình trạng này, chẳng cần thiết phải ly hôn, bởi vì ly hôn cũng chẳng để được cái gì. Giá bảo được nửa cái nhà thì rồi mình lấy nửa cái nhà đi ra phố mình mua, hoặc là mua một mẫu đất nho nhỏ để mình làm ăn sinh sống. Còn nếu mà thấy nó chả được cái gì thì thôi, cũng chả cần ly hôn. Người mất thì mất rồi, cũng có đâu mà sợ mà sợ mất đúng không? Và mình cũng phải học cách là thế này. Một cái ông mà say sưa nghiện rượu như thế mà ông cứ dở ra bạo vũ phu bạo lực mà hơi một chút là đánh đập ấy, mình học cách, không phải học cách chung sống đâu, học cách tự vệ, học cách thoát hiểm, thậm chí học cách dọa lại, bởi vì con run xéo lắm cũng quản mình, con mình nó cũng lớn rồi, cái thằng bé học lớp 12 không lẽ là hai mẹ con đứng đấy chơ mắt ếch nhìn để bố đánh mẹ hay sao, đúng không? Vâng, cho nên là mình hiền với bụt chứ không hiền với ma. Rồi, bạn đã ghé rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn rồi chứ? Anh Đoàn cũng đã vạch ra cho bạn hai cái phương hướng, một là ly hôn, và ly hôn thì được cái gì, mất cái gì. Còn nếu không ly hôn thì giữ nguyên hiện trạng thì phải có một cái phương án để bảo vệ sức khỏe của chính mình, tránh trường hợp là anh ta đến tận nhà bà ngoại để hành hung, đúng không? Vâng, hai nhà vâng. Thì có gần nhau không? Gần cách nhau 4 cây thôi anh ạ. À thế à, thế thằng cu út của nhà mình thì nó ở với ai, ở với bố hay là ở với mẹ? Không, ở với mẹ. Em được mẹ em chia đất ở bên bà ngoại ra, em cắt xây nhà ở bên này rồi, xong mà đón cả mẹ về. Thế thì nếu mà mình cũng không có nhu cầu, nếu không có nhu cầu ly hôn để chia chác cái mảnh đất của hai vợ chồng kia thì cứ giữ nguyên hiện trạng. Bởi vì dù sao thì đấy vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Nếu hai vợ chồng già yếu thì nó cũng là tài sản của các con nhá. Vâng. Còn quên, nên quên cái người chồng ý đi bạn ạ. Vâng. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Lào Cai. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Xin chào chương trình, chào anh Kỳ Thành Văn. Rồi, chào. Bác sĩ Thính Hải, chuyên gia tâm lý Bình Đoàn. Rồi, chào anh ạ. Anh có vấn đề gì khi gọi đến cho chúng tôi vậy? Bệnh loãng kinh. Cái bệnh này có chữa được không? Tại sao anh lại quan tâm vấn đề này ạ? Tôi có thằng con trai nó đi khám về bác sĩ kết luận là tinh trùng yếu và bị loãng kinh. Rồi. Tôi hỏi con của tôi. Rồi, thế anh năm nay thì bao nhiêu tuổi ạ? Và cậu con trai? Tôi năm nay 55 tuổi ạ. À, thế cậu con trai là bao nhiêu ạ? Con trai 30 tuổi. Đã lấy vợ chưa ạ? Lấy được 3 năm rồi. À, lấy vợ 3 năm và không thấy hai vợ chồng của cậu có thai đúng không? Vâng. Thì là mới đi khám, hai vợ chồng nó đi khám hay là chỉ mình của cậu đi khám ạ? Hai vợ chồng nó đi. Vâng. Và bác sĩ kết luận là con của anh thì tinh trùng yếu và lại còn loãng nữa. Vâng. Rồi bây giờ thì chắc là đây là cậu cả nhà mình à? Vâng, vâng, cả đấy. Đấy, ông nội cũng mong muốn là sẽ có cháu sớm để bồng bế đúng không? Lấy 3 năm là tôi được đi suốt. Mấy tháng tôi đã được đi rồi, nó không đi đâu. Vâng. Người đi lại cứ bảo là chúng nó còn kế hoạch hay viết thì... Đấy, vâng. Chúng nó bảo cũng kế hoạch hay sao, chẳng là mới buông ra đây được trong Tết thôi, năm 4 năm. Rồi, thế là 2-3 tháng không thấy gì nó mới đi. Rồi, thế là cô cậu khám ở bệnh viện nào ạ? Nó khám ở bệnh viện Nhi tỉnh. À, chắc là bệnh viện Sản Nhi của tỉnh Lào Cai đúng không? Vâng. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho anh để làm cái cách nào khắc phục được cái tình trạng của cậu con trai nhà mình nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Xin chào anh ạ. Vâng, vâng, tôi hoàn toàn thông cảm với anh thôi, bởi vì là mình làm bố làm mẹ cũng không phải vì mình quá bức bách là mình phải cần có cháu đâu, nhưng thực sự là nếu mà hai bạn ấy lấy nhau mà có một đứa con ấy thì nó cũng sẽ là một cái động lực rất là tốt cho gia đình nhỏ của các bạn ấy, đúng không anh? Bây giờ quay trở lại con trai thì theo tôi thì thế này này, như vậy là con trai có vấn đề rồi. Thế và cái việc loãng tinh này, rồi là việc tinh trùng lại yếu này, rồi chắc lại thiếu, rồi có thể là nó lại còn không được khỏe mạnh nữa, tinh trùng ấy ạ. Thế cho nên là con của anh ấy thì bây giờ mình xuống Hà Nội đi ạ. Các bạn, cả hai bạn ấy cần phải đi khám chuyên khoa sản phụ khoa, người ta gọi là khoa hỗ trợ sinh sản. Sẽ làm lại các cái xét nghiệm thật là chi tiết, vâng, cụ thể hơn nữa. Xem là cái chất lượng và số lượng tinh trùng nó có ổn không này. Rồi cái tinh dịch nữa ạ. Vâng. Mình nghĩ là tinh dịch nó loãng thì có thể là do nó trục trặc, nó này nó nhiều nước quá hay là nó nhiều những cái vi chất khác. Thì nó cũng là những cái môi trường nó không thuận lợi để cho tinh trùng nó sống và nó phát triển. Vì thế mà tôi nghĩ là trường hợp của con nhà anh ấy thì đã lấy nhau 3 năm rồi. Và kể cả các bạn ấy cứ cho là các bạn ấy có áp dụng biện pháp tránh thai, nhưng mà cũng từ Tết đến giờ mà không áp dụng biện pháp tránh thai gì, mà chưa có thai tự nhiên thì nên đi xuống dưới Hà Nội ạ. Vâng, có rất nhiều các cái bệnh viện người ta có cái khoa hỗ trợ sinh sản ấy anh. Xuống đấy người ta sẽ kiểm tra cho mình kỹ hơn để xem là nguyên nhân vì sao nó bị như thế, thực trạng nó như thế nào, rồi là người ta sẽ có cái tư vấn cho mình về cái cách hỗ trợ sinh sản cho con, thì tôi nghĩ mới có thể có nhanh có em bé được ạ. Như là khoa hỗ trợ sinh sản cũng kết luận như thế rồi, nhưng tôi chỉ muốn hỏi nếu nó loãng tinh thật thì có chữa được không thôi. Thực ra thì với cái bệnh lý của con trai anh thì bắt buộc là phải có hỗ trợ sinh sản. Vâng. Và bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng chia sẻ với anh là nếu mà những cái khoa hỗ trợ sinh sản nó tốt nhất và có trình độ cao nhất thì nó nằm ở Hà Nội. Thế thì nên đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức xuống Hà Nội anh nhé. Bởi vì những cái bệnh viện tỉnh mặc dù cũng có thể có cái khoa hỗ trợ sinh sản, nhưng
chỉ điều trị được những cái bệnh đơn giản, những cái chứ còn nếu mà con anh mà tinh trùng nó lại còn ít, nó lại thiếu số lượng, chất lượng không đảm bảo thì chắc chắn là phải xuống Hà Nội. Ở đấy thì có nhiều khoa của nhiều bệnh viện sẽ tốt hơn rất nhiều anh nhá. Quan trọng nhất là ông bà là phải hỗ trợ kinh phí, bởi vì những cái chuyện mà hỗ trợ sinh sản nó rất là tốn kém anh ạ. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, Hưng Yên đâu ạ? Đây ạ, em vừa nghe rồi ạ. Rồi, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em chào chương trình ạ. Em có một câu hỏi là em với chồng em đã lấy nhau 15 năm rồi ạ. Thế à, thế là năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 38 tuổi ạ. À, 38 tuổi, lấy nhau từ hồi 23 đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thực ra thì vợ chồng em cuộc sống nó cũng không hạnh phúc ý. Chồng em là một người nói chung là có tính, nhưng lại ăn nói thì ra ngoài thì ăn nói rất là dễ nghe với người ngoài, nhưng về nhà nói chuyện với bố, với mẹ, với vợ, với con thì rất là cục cằn, thô lỗ anh ạ. Và đâm ra em muốn gọi điện đến chương trình hỏi anh Linh Đoàn tư vấn cho em là xem cách nào để vợ chồng em chung sống hạnh phúc và rồi để cho chồng em vẫn bớt cái tính đi và rồi tôn trọng vợ con với gia đình hơn ạ. Rồi, tức là ra ngoài tiếp xúc với tất cả những người ngoài thì anh ta là một người rất là lịch sự đúng không? Vâng. Ăn chuyện ăn nói thì rất nói là dễ thì nghe. Dễ nghe. Dễ chịu. Trong... nhưng không hiểu sao cứ phải đến nhà. Về đến nhà là thể hiện là bản tính nghe mà cả bố với mẹ, cả anh em ruột cũng thế luôn ạ. À thế à? Vâng. Rồi, thế thì bây giờ có khi là phải rất là khó chịu. Mình chuyển mối quan hệ là đang người thân thành người ngoài vậy để cho anh ta nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi em cũng nghĩ em bảo là hay là mình muốn giả vờ mình bỏ đi một thời gian để xem là anh ấy như thế nào ấy. Nhưng mà em lại không nghĩ, lại cứ sợ, lại không dám, xong lại sợ hai đứa con nó ở nhà nó lang thang, nó vơ vơ, đâm ra là em nghĩ đi nghĩ lại em không dám đi cơ. Rồi, thế là Hưng Yên ở huyện nào đấy? Em ở huyện Văn Lâm ạ. À, Văn Lâm là đô thị hóa, rất là nhanh nhỉ? Vâng, vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào Hưng Yên. Vâng ạ, em chào anh ạ. 38 tuổi, các cháu lớn chưa? Mấy đứa? Cháu hai đứa, một đứa 15, một đứa 13 rồi ạ. Ồ thế à, liền nhau. Vâng. Trai gái vâng. Đủ chứ? Vâng ạ, một trai một gái ạ. Bố nó thì làm cái gì? À, ngày xưa thì là chồng em đi lái xe, nhưng mà bây giờ thì anh ấy ở nhà anh ấy buôn phế liệu ạ. Buôn phế liệu, à sắt thép vụn đấy đúng không? Vâng, sắt thép. Còn mình thì làm gì? Lấy được hàng của công ty ạ. Ừ, mình làm gì? Mình có đi làm công ty hay là mình làm ruộng nướng? Ngày xưa thì là em đi làm công ty, nhưng bây giờ nhiều việc thì chồng em bỏ ở nhà làm, hai vợ chồng ở nhà làm cùng nhau ạ. À, ừ, rồi, thế cũng được. Vâng. Thôi thì thật ra... mình cũng không thể so sánh được, rất nhiều người là ra ngoài tử tế xong về nhà thì cứ hay tục tằn cục xúc. Thế vâng. Thì nói thì ông ấy bảo rằng là ôi đã vợ chồng với nhau rồi, toàn người nhà, chẳng lẽ lại cũng cứ phải đong đưa, cũng phải diễn kịch, cũng phải nói nhẹ nhàng. Không phải là diễn kịch của ông này, ông nói thô lỗ hẳn luôn ý. Ông bảo là mày ngu với mày đần, mày không biết gì. Người ta bảo sơn an tùy mặt, ma bắt tùy người. Đã lấy nhau 15 năm rồi, mình phải học cách chung sống. Không lẽ bây giờ bỏ ông chỉ vì ông ấy nói tục nói bậy. Hai nữa là bố mẹ ông còn chẳng dạy được ông, thì mình là vợ dạy làm sao? Người ta nói rằng là rời dạy đúng không? Rời dạy tức là nếu một bữa nào đó mà ốm đau xong rồi méo mồm lệch miệng không chửi bậy được nữa thì nằm một chỗ thì lúc ấy là ngoan luôn đấy mà. Cho ăn gì sẽ ăn cái đó. Thế cho nên là có lẽ ở đây một mặt là mình hiền quá, sơn đan tùy mặt, ma bắt tùy người. Ông cứ bảo mình ngu thì em ngu thì em mới lấy anh, chứ nếu mà em khôn thì đã bỏ anh từ lâu rồi. Ví dụ như thế. Đấy, không, cái câu đấy thì nhiều lần em nói rồi chứ phải không. Không, đây là ví dụ thôi, tức là vâng, vâng. Mình không thậm phải chăm chả em... ăn miếng trả miếng, nhưng mình chẳng tội gì để mà
ngu thế, thế thì có hôm Tại về. vì có lần anh ấy còn chơi bời cờ bạc, chồng em thực ra cũng là dân cờ bạc ấy. Cũng không phải là nghĩa là chơi chơi to như là cái bọn ấy, nhưng mà cũng là cái dạng chơi bời cờ bạc có lợi trên lợ đến một vài trăm ấy, nhiều nữa không ấy. Nhưng mà cũng không sợ, em vẫn đi vay cho, nhưng em còn vẫn cứ gọi em là lắm lúc tôi là ngu với đần không, em tức em bảo là ngu, tôi ngu thì tôi mới lấy anh, với lại tôi ngu thì tôi cũng chẳng lại lợ lần cho ai, còn anh ngu Ngô, thì anh lại đúng lợ cho rồi. hàng đống người. Không, nói chung là em cũng chả thiếu câu gì đâu, nhưng mà nhà em nó cũng không sợ em phải ạ. Không sợ bởi Tôi vì mình không hiền, chứ tôi người cũng coi khác mà mình nói ra ta vì ngu tối cho treo không có gì mà ăn cho ngay. Con này ngu, con này chỉ làm nuôi được con thôi, chứ không phải đi hầu một cái người mà luôn luôn lúc nào cũng coi thường mình, không tôn trọng mình, bảo mình ngu ngu cho nên là quên rồi, định là nấu bốn người ăn nhưng mà cuối cùng nấu có ba ba mẹ con ăn hết rồi. Ngu cho nên là thôi đi sang chỗ nào khôn mà ngủ đây, ba mẹ con ôm nhau ngủ vậy. Ngu cho không, nên thực là không ra như dám thế làm này này chung. anh ơi, nói như thế này ông ấy ngủ thì ông lại còn không cần thiết À cả không, người ấy là cơ, ví ông dụ lại còn thân yêu, ông lại lại còn muốn đi ông ấy cả không? cả mang chăn gối chỗ khác, mình không cần đuổi ông đi chỗ khác ngủ luôn ấy, không cần phải thiết cái đấy cơ. Tóm lại thì là mình sợ ông ấy chứ ông có sợ gì mình đâu. Đuổi Vâng chả đi, đấy, đánh chả được, hất ra đường lại chạy về. Mà dọa ông thì ông bỏ ông đi, mà mình thì luôn luôn sợ là ông bỏ ông đi ông ngủ với người khác. Cho nên là ông có thô tục thì cũng cứ cố giữ. Và đó là cái lý do mà dẫn tới nó giống như một đứa trẻ ấy. Ban đầu là không 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 uốn nắn rồi sau này nó thành hư rồi. Bé không viên cả gãy cành. Ngu thì mới bây giờ mới chịu là rút lui về ở nhà kinh doanh cùng với cái ông mà luôn luôn coi thường mình, tiền thì chả được cầm. Ông ấy lại có tiền thì ông bắt đầu ông ti toe, ông chơi bài chơi bạc, nợ nần thì mình phải gánh. Tuổi này không nợ rồi. lần thì không nợ lần thì nói chung là ông ấy cũng em chỉ vay cho một ít thôi, cũng không đáng bao nhiêu, còn đâu đa số là tự ông ấy trả hết. Tự ông ấy giả Còn thì ông ấy đánh bạc, ông ấy vay mất 300, ông trả 300, thì nếu mà bình thường là của chồng công vợ 300 đó mà để mà mua cái ô tô mà đi, hay là để mà sửa sang cái nhà hay cửa, hay để gửi tiết kiệm để tới đây con cái nó được học hành tử tế, chứ chứ ông ấy trả như mình trả chứ là cái gì đâu, chứ nó có phải là ông ấy làm gì. vâng. Bây giờ thật ra này này, người ta chỉ sợ một người mà người đấy thứ nhất là có giá trị, thứ hai là nếu như không trân trọng thì người đấy có thể sẵn sàng mất ra đi, chứ còn Vâng. mình tự chặt hết con đường của mình, chẳng giao lưu anh em bạn bè đang đi công ty để cho nó khuây khỏa, sáng đi tối về, cái chuyện vợ chồng đã không tử tế thì gặp mặt ít thôi, thì mình lại rút lui về để hai vợ chồng kinh doanh cùng nhau, quấn quýt lấy nhau thì trời ơi, thì cho cuối cùng là nó bức xúc lắm. Thế giá mà mình cũng có cuộc sống độc lập với ông ở nhà, ông ấy phế liệu phế liếc gì kệ ông ấy, thiếu người thì ông ấy thuê người, mình đi mình làm ở công ty phố nối phố niếc gì đó, tháng được 10 12 triệu mình dắt vào lưng, một số thì mình chi cho cuộc sống ăn uống hàng ngày, mình còn có đồng ra đồng vào, ở nhà ông chửi ai thì chửi mình nghe bớt ít thôi, ví dụ như vậy. Tức đây là tự giải cứu cho mình đấy, chứ còn hiện Và nay là nhưng mà có nghĩa như này anh này, từ ngày em phải ở nhà thì ông ấy lại bớt ít 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 khó tính hơn, ít ít ấy hơn ấy. Tại vì ngày xưa là ở nhà là mới đầu bảo em ở nhà thì em không ở, không tại như tại vì tính ông này khó tính không thuê được người, nhưng mà kiểu như là cứ mệt đến người em đi làm về là hay cáu gắt chửi với, nhưng mà từ ngày em ở nhà thì em lại đỡ hơn ông ấy, thôi thế thì nghĩa ở là tiếp có đi. em làm cùng thì ông đỡ mệt đỡ ít việc hơn thì ông lại đỡ cáu gắt hơn. Thế thì tốt Đấy. quá, thế thì bây giờ mình ở Vâng. nhà và mình cũng thôi thì nuông chiều ông một tí, ông ấy cũng chả cũng còn bé nhỏ gì, chả uốn nắn chả nhắc nhở được đâu, thì tôi cứ chấp nhận ông chửi cho nó vui cửa vui nhà. Và hai nữa là mình ở nhà thì mình cũng hạn chế được, chứ mình đi ông lại khó tính hơn, ông lại trút giận lên con mình. Thôi thế thì Vâng. thực ra mình cũng quen dần rồi đấy, kêu thế thì kêu Vâng. chứ còn cũng không khó chịu lắm. Cái người Không mà thì cực kỳ khó chịu. em chỉ hỏi anh là bây giờ anh có cái cách nào anh tư vấn cho em là để chồng em ý là đưa hết tiền cho em và ngoan ngoãn mà không chơi bời gì nữa, rồi với lại Mình có là thánh. chị Mình có là cái gì đã đâu, cũng chẳng làm ông ấy chỉ định ông ấy bỏ ra ngoài mình đã sợ rúm lại rồi, được. thế sao Không, rồi. bỏ thì em không sợ bỏ ạ, kể cả bỏ nhau thì em cũng không sợ cái chuyện đấy, mà có nghĩa là em chỉ cần là ông ý ngoan, nếu không chơi cờ bạc với ông ý con đốc cái chuyện và chửi vặt vãnh linh tinh thì nói chung là cũng không đến nỗi quá đáng, gọi là bình thường thôi chứ không quá đáng lắm, Rồi. nhưng mà
nhưng mà quan trọng là bây giờ về kinh tế này, em muốn là chồng em là đưa kinh tế cho em để cho sao ông lại phải đưa cho mình, anh có cách nào để anh tư vấn cho em không ạ? Sao ông lại đưa cho mình? Chỉ khi nào mình được làm chủ, mình đủ mạnh thì mình mới cầm được đồng tiền, chứ chả có một cái người nào người ta ngu, người ta làm ra tiền tay đưa cho đứa khác cầm, đúng không? Mà nhất là từ trước giờ ông cũng không phải là coi thường, coi trọng mình gì lắm. Gia thế mình... thì đấy, thế mới chính là lý do để em gọi điện đến để chuyên gia tư vấn cho em đấy. Chuyên gia tư vấn bó tay trong trường hợp này, cứ ở đấy mà chấp nhận nhá. Thôi để ông cầm tiền thì mình đỡ phải đếm, đỡ nặng túi. Thế còn bao giờ quá mệt mỏi thì tự giải phóng bản thân. Rồi, mà có khi rằng là đợi anh ấy khi nào mà bị bệnh hay là lũ lẫn thì may tha ra hồ thì cầm. Tha hồ mà cầm. Ôi dồi ôi, đến lúc ý chả còn tiền mà cầm. Mà lúc ý thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì nữa. Vâng, vâng. Xin chào bạn đấy, nhé, cảm ơn chuyên gia Tấm Lập Thịnh Toàn. Quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.